Hello anh em, hôm nay lại bắt đầu Chết con mình. lại bắt đầu Conan thôi. Thằng nào cũng chạy kìa, đứng đó. Em ủa ơi, giáp nào? Vàng ạ. Nhìn chưa, hoàng kim giáp anh chưa? Anh Việt ơi, còn bộ giáp nào không? Em trắng tay rồi. Nhưng mà trông như thằng Trung Quốc ấy, nhìn ghét. Người Việt Nam, tướng Việt. Việt Nam hồi xưa mặc chả giống Trung Quốc. Lì ạ, lì ạ, lì. Ơ sao bảo là không đánh được nhau? Vẫn đánh được nhau đây. Mày lì với anh ạ. Tún từ từ sao hai anh này lại chạy theo này, từ từ đập chết hai thằng đệ bây giờ. Thế nào, sao mày dẫn theo hai anh đệ à? Em dẫn đâu, để anh cho nó về đây đứng gác đã. Nó đi theo anh ấy, hai nó thấy đánh nhau định ra can đấy. Đứng gác đây. Ô cái gì? Con Feya của em lại về rồi này. Thôi thế được rồi, chỉ mất đồ thôi, không sao. Hàng còn nguyên. Chắc là nó đi theo mày ấy, follow ấy. Đây, thằng này đứng đây. Rồi, Tun, ra đây. Sao con này lại mặc bộ đồ này? Để anh dậy cho. Từ từ. Anh ông, mình... đứa nào đây? Ông nào lại vào thay quần áo của con của sao em nó cứ ra đây nó đứng này? Tôi đấy. Sao bọn này nó cứ đứng ra đây nhỉ? Anh có cho nó đi theo đâu nhỉ? Cho nó warp mà. À đi đánh bốt rồi anh. Đánh bốt thì cho đi theo cũng được. Đang mà. Trời tối. À thằng này đánh lén à? Đánh lén à Tun? Ôi sao nó lại respawn về được nhỉ? Ngon quá. Đánh lén à Tun? À, sao bọn kia nó cứ ra quá. Tối quá. Thôi. Mất trời thì tối làm quá. Lại. Em này mà mất thì... Mất sao được, mất thì bắt đứa khác. Làm gì có... À bây giờ... Thằng kia cần quần áo đúng không? Để anh xem còn nguyên liệu không? Ơi, còn nhiều steel lắm để... À đâu, mà... em thôi không phải chế đâu anh, Em thấy trong hòm có một ít mà. Em lấy trong hòm thôi. Hòm đâu nhỉ? À. Để em lấy em nhìn rồi, em nhìn trộm rồi. Trên này có đồ này. Cái đồ Trung Quốc của anh đấy. Ừ. Em thấy với cái đồ Trung Quốc của anh còn nhiều đồ mà. Đâu? Chế làm gì cho tốn steel ra. Đồ Trung Quốc nào? Được cầm đồ thang này, nguyên một bộ. Đầy đủ bộ luôn. Đây toàn mấy cái đồ vớ vẩn. Có cả vũ khí. À, hôm nay là bây giờ là sẽ ở từ chết rồi. Thức ăn thối. Thôi đi, đi săn tí, phải đi săn ít thức ăn. Ở đây còn không? Thối hết rồi. Trong mấy cái máy này thối hết rồi. Hay giờ đi săn thức ăn trước. Tối này đi đâu không? Tối này nhìn đi gì, đợi tí nó sáng rồi đi. Đi săn thức ăn rồi đi săn boss luôn. Nhưng chúng mày có biết boss ở chỗ nào không? Em biết. Trên bản đồ đấy, em gửi anh cái bản đồ đấy. Không, anh không xem được, anh tap ra crack. Ok, để tí em bảo cho. Game nó cùi chứ nó có vẻ là game xịn đâu. Cùi tại người. Cái trò này làm kém nhỉ. Trời mưa, mình ở trong nhà mà nền nhà vẫn cứ bị mưa ướt sũng. Lại còn có cái thằng nào nằm ngủ đây này. Thằng này thằng nào? Sao chả có tên gì này? Ờ, đấy em cũng thắc mắc đấy. Mà thằng Thành thì sao? Thằng Thành thì sao đồ lại cùi này được? Ơ, thằng nào chém đấy? À thằng Candy xin nữa. Mày không để con này ở nhà nó chết đừng kêu nhá. Không chết được đâu. Con này khỏe lắm. Con này chết em chết trước. Cái gì? Giáp của anh bao nhiêu chỉ số ấy? Giáp của anh á? Vâng. Giáp của anh là thủ là 4 à thủ là 112. Ờ. Đi. Được. Sáng rồi đấy, đi săn lấy thịt đi. Anh nghệ thủ tận lên Đi. Trời ơi, vướng đường quá. Ờ, anh Việt em hỏi, từ từ. Cái gì? Cái lúc mà mình giết một con quái xong mình lấy thịt của nó ấy, thì mỗi loại dao, mỗi loại vũ khí thì mình chặt ra một thứ à? Đúng rồi. Thế lấy cái nào thì sẽ chặt được đầy đủ nhất? Chả có cái nào chặt được đầy đủ nhất cả. Em toàn cầm cuốc, em cuốc thịt thôi. Thế thì bảo sao nó chả phí. Đi. Thế lấy cái gì để em chế một cái em cầm đó. Chế muốn lấy thịt nhiều thì phải chế lấy cái Iron Cleaver. Iron Cleaver. Thôi được rồi, anh em cứ giết xong anh đập thịt. Để đi ra đầu này. Đi ra đầu này. Ờ, nhưng mà chúng mày thôi, chúng mày dẫn đường ra chỗ ấy luôn đi.
ra chỗ boss luôn đi, giết boss lấy thịt của nó luôn được. Em không biết được. Thằng kia crash rồi à? Đâu đây, cái từ từ nào, cái tìm nó phải từ từ. Đâu rồi, mất thời gian quá. Cái gì cơ? Đánh ai, Tun? Em thử. Đánh ai? Đánh ai? Đánh ai? Em thích cầm dìu hơn. Mẹ bây giờ tìm cái link đấy mệt. Cô nan nát rồi mà. Láo này. Ui. Bay ra mẹ cả người sợ thật. Láo này. Ui giời. Đây rồi. À, chắc là em đọc địa chỉ thôi nhỉ. Ờ đọc đi. Hai con kia nó ra xem mình đánh nhau à? Thằng Tun có dẫn nó theo không hay mà sao nó cứ đi theo ấy? Không không, không em có dẫn đâu. Nó thấy đánh nhau nó ra nó hóng mà. Đánh cái này không không hay bằng vũ khí hai tay rồi. Đây. Thôi, 4, không phải xem đâu, 4. đi giết con cá sấu đi. 4M. Không, đi giết boss đi. Con cá sấu ấy là boss đấy. Sấu to đùng á? Ờ. Đâu anh dẫn đi. Cái gạch giữa 60 năm ấy anh. À, cái con cá sấu mà trước anh giết con cá sấu trong hang đã. Ra đấy tiện đào luôn ít brimstone. Mày mang con đệ mày theo để nó chứa đồ nhá. Vâng. Em đâu rồi em ơi, đi thôi. Mày đi nó tự chạy theo, mày đang cho nó theo người còn gì. Vâng. Mấy cái này là bọn nào, là thằng Thành hay là thằng Kiên xây đây? Cái gì anh? Cái này. Mấy cái tế đàn này. Em xây. À mà mày đang livestream à? Đã chỉnh lại tiếng nhá. Em chỉnh rồi. Không biết là có ra gì không? Chỉnh mai mới biết được chứ. Bật livestream lên xem ở bên máy là biết chứ có gì không? Thì thấy tiếng game hay rồi nhưng mà nãy đã có anh em đâu. Tiếng từ mic ấy. Tiếng từ mic ấy. Xem là to chưa? Anh Việt ấy, anh có ấy không? Có gì? Anh có cái túi da nào không? Túi nước này. Có. Cho em xin túi. Ui giời. Mày cứ đi dây, mày trên đường mày đi, mày đánh con quái nào nó ra da thì chế luôn cái, có gì đâu, một da một túi. Em bây giờ làm gì có cuốc xẻng gì đâu. Không cần cuốc xẻng. Cứ ra đây. Ô, thích thì tao cho. Đầy đây. Gớm mà. Đây. Đâu? Một tỷ da luôn. Mày cứ ra chỗ con cá sấu đi. Chết rồi. Mẹ. Đi thôi Tu này. Anh đâu rồi? Sao quay đi quay lại anh đã chạy mất rồi. Đi thôi, đi tiếp ra chỗ con cá sấu thôi. Em không nhớ cá sấu ở đâu ấy, vấn đề. Cứ đi theo cái hướng mình đang chạy ấy. Sao cái trò này không nhìn được đồng đội kiểu trên ấy, trên bản đồ thế ấy. Bảo hôm nay gửi không. Cái mod mini map ấy thì dễ nhưng mà thật. Mod cài mod nó crash đấy. Bình thường không cài nó còn crash đấy chứ. Game thì game lởm, có phải game xịn đâu. Game mà xịn thì đã chả phải nói. Hôm nào mình bắt mấy con báo về mà nuôi anh. Con gì bắt thì tính sau. Bây giờ là đi giết con cá sấu to đã. À, bơi sang bên đây đi Tu này. Con cá sấu sao nhỉ? Con cá sấu gần thôi. Tí là tới. Tí là tới. Vì hôm nay con boss kia nó đánh đầu tiên nhá, nó gọi ra một con tượng đá. Em giết con tượng đá xong rồi nó ra thêm một con tượng đá nữa. Xong con boss mới ra đánh. Sợ vãi, tưởng hôm nay chết ở đấy rồi. Tự nhiên mày gặp nó à? Đâu, từ giờ em thấy có cái cửa, em bảo hay mình cứ đi vào nhỉ. Vào xong nó đóng mẹ cửa lại. Đóng cửa thả chó. Đóng cửa, đúng cửa, đóng cửa thả chó. Xong phải giết hết boss nó mới mở ra. Nó chạy. Thôi anh ấy giết bọn rùa này tội nghiệp quá, nó tuyệt chủng ấy. Chúng ta phải yêu thương. Rồi. Bảo rồi, vệ. Rồi rồi rồi, đi. Đi trước mặt anh. Đợi em với. Anh ấy còn giết người không? À hôm nay
em vừa thảm sát một bộ lạc ở kia xong. Đi qua đây. Thành chúng nó nhìn đẹp lắm anh ạ. Chúng nó xây đẹp lắm. Nó đẹp à? Nó đẹp hơn mình thì phải giết. Nhưng không, nó không rong rong. Con nó đeo cái gì trên lưng này? Ở đấy. Anh ấy đi. Anh bắt nó về đi, con đấy để bốc phát đây, con cửu vạ đây. Đang hết thể lực, đang bị hai thằng. Để em giết bọn xung quanh đi cho anh. Ôi vãi, ba thằng nó quay tao rồi. Đây, giết bớt. Thằng kiểu bạn không giết đúng không? Nhưng mà bây giờ thì ai kéo nó về được. Ây da, ây da. Thôi giết luôn thằng kiểu bạn đi xem có lấy được cái mũ không. Fighter. Chết rồi. Chết hết rồi. Clear fighter. Tạo trên nốt rồi. Kiểu câu tiếp theo tạo trên nốt rồi. Lấy được cái gì này? Supply material. Đấy cái đấy tí cho em để em gánh á. Để cái đấy gì? Sẽ mang được thêm đồ ấy. Có đầu con hươu này, có cái trophy ấy. Đầu nặng hươu không? Thì gớm. Đầu hươu nhà đầy. Nhưng mà cái này nó chế sẵn treo được lên tường rồi. Mà anh tự nhiên anh đi đi ra chỗ con cá sấu xa ra. Chắc anh lại tiện đi lên núi đúng không? Đó. Tiện đi qua đường này nó gần. Ủa con này ngực trần anh ạ. Con nào ngực trần? Con này đang giết. Nhìn đi không lỡ đánh à. Em mày... phải nhìn một lúc em dám đánh. Dại gái lắm luôn ạ. Ui, cái đầu vãi. Hiệu mà vẫn còn dại cái. Không bám được. Đi rồi tụt. Đâu ơi. Anh Việt ơi. Cái gì? Đâu, thế cái kia đâu đưa em để em gánh cho. Cái nào? À. Cứ đến cửa hang đi đã. Còn một đoạn nữa tới cửa hang rồi. Đâu ấy? Sao em không thấy các anh mọi người nhỉ? Ấy à? Đi xuống ra này. Cái bờ sông ấy. Mày đi ra cái bờ sông ấy. Tụt ạ. À đây rồi. Ông tu đi. Ra cái bờ sông ấy. Ăn miếng ổi mất. Ông này mặc đồ y hệt ông Việt mà mình cứ tưởng. Đấy, chạy xuống. Nhìn sang bên bờ sông bên kia. Anh đâu? Kìa. Đang nguyện. Ở đây lại có người nè. À, ấy thịt đi anh ơi. Ra giúp đánh nhau cái nào. Ui, dã man. Anh Việt đâu rồi? Đây, lên leo lên cái dốc ấy. Có cái lá cờ cắm ấy. Ôi trời, hết thể lực rồi. Ai à? Anh đi quét làng, quét xóm này. Bọn này nó tự ra nó... ấy chứ, khiêu khích ấy chứ. Có gì đây? Weapon. Tên Iron. Ui. Đường này đéo đi được. Có rào chắn lại. Đi sang đây. Lên được chưa? Lên rồi, em lên rồi. Anh đâu đấy? À đây. Anh là thủ lĩnh, anh phải dẫn đầu chứ. Đi. Sắp tới rồi. Đi về đâu, về đâu, về đâu, người ơi. Cá sấu là 12.000 máu nhé. Có 12.000 máu rồi gì? Nó là mạnh thứ hai rồi đấy. Nó còn vẫn còn mạnh hơn con thần rừng, nó còn con nhẹ. Nhẹ nhíu hơn rồi. Nói chung là mình những bốn người cơ mà. Không cho mọi người không dẫn đệ đi. Được mà. À không cho đệ cầm vũ khí à? Nó tí nó tự rút ra. À. Đây, thằng kia lấy nước không? Có. Từ từ để giết thịt đã. Anh em ở ngoài này nghỉ ngơi hồi sức các thứ cẩn thận đã. Để anh đây ném. À đấy cho. Quên mất. Quên ném mất. Cho. Đây ra đây. Ra đây ra đấy. Ô khiêng của anh chỉ này, số túi nhà này. Cái túi này. Đấy. À đây rồi. Anh Thành, anh Việt.
Chỉ số gì? Chỉ số khiêng của anh bao nhiêu ấy? Túi này không phải rồi, túi này là túi gì ấy? Chỉ số khiêng của anh cao lắm. Bao nhiêu? Không biết. Chỉ số khiêng là... Heo đam là 24. Túi này là... Túi này là kiểu... hòm đồ rồi anh ạ. Rồi mày cứ cầm lấy, khổ. Ừ. Anh ông Kiên ông có để ông livestream ông có để trần chuồng được không? Không. Không ạ. À? Tôi điên rồi tôi để. Sao cái thằng Tun này nhìn nó thế mà nó cuồng dâm thế nhỉ? Chán quá, chả ai để trần chuồng cả, đếm khởi chuồng. Cuồng dâm. À, chặt ít gỗ cho vào đây để nướng thịt nào. Em không có dìu. Cái trưởng cái bọn này chả được cái việc gì. Ôi thôi chết. Em không có dìu luôn. À đúng. Ô, thôi rồi. Chết rồi. Em có thể dìu đá. Ô, chết rồi, chết anh rồi. Không mang dìu. Anh không mang dìu gì. Sao cái chùy của mình lại biến đâu mất rồi. À đây. À. Ông đang cầm chùy nhá. Đâu. Đi nhặt đá vụn về làm dìu thôi. Thằng nào xây. Anh bảo thằng nào này... có khi thằng nào xây một cái giường. À một cái nhà tạm thời ở đây đi. Để cái giường lá được mà anh cần gì nhà. Mất công nó, vậy. Nó phải ra cái gì đấy chứ. Mày nhìn mà anh như thì... này, tướng quân tạm như này. Tạm bỡ thì thôi, đi đánh không không, không. Thằng nào thích tạm bỡ cứ tạm bỡ. Anh là tướng quân nên không tạm bỡ. Tướng đấy. Quân là phải ngủ trong, ít nhất là phải có lều chứ. Mình không thể xòe xòa được. Ơ mà reset lại điểm như nào ấy? Reset lại điểm á? À, tí về tôi đưa cho ông một viên thuốc, à, một lọ thuốc, ông uống vào là ông reset điểm luôn. À, anh sẽ chế, anh sẽ xây dựng nhà. Anh sẽ xây dựng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yên tâm, nhà ấy mà, nhà cơ bản đấy mà. Khổ mẹ nhưng mà con quay lại lần, à đây anh. Hoa sen này. Đúng rồi, tranh thủ đi ra làm tí ban đết nhỉ. Tí vào đánh bút. Làm ban đết đi không? 1, 2, 3. Nhiều con này, tôi nặng lắm. 4, 5, 6, 7, 8. Ông nhặt cái cây này ông này. Là làm được ban đết này. Ừ. Cái cây nhọn nhọn đây là cây này này. Thu hoạch từ cái cây này nó ra cái ấy. Cái gì nhỉ? Cái Aloe lip. Aloe lip là cái gì? Thì Aloe đọc là thì gọi là gì anh? Anh không biết. Lưa giờ. Ai cầm lưa giờ không? Có ai có lưa giờ không? Đấy có mấy con hiêu xung quanh ấy, giết nó đi. Em cần lia giờ, em không cần hai. Lia giờ thì phải về nhà chứ ai cầm lia giờ theo người em gì? À, hình như con đệ em nó có tí phải. Không có. Thiếu một cái à? Tại sao mình lại cầm luôn cả cung của nó này? Cái nhà này. Slope là cái gì? Chế luôn cái đấy nhỉ? Để nhìn sao cũng được anh ạ, không cần phải. Thát slope roof. Lằng nhằng quá. Lấy chế tạm cái giường. Ơ. Thằng nào? Tướng quân ai lại liệt chế tạm bao giờ? Thằng nào có giường, thằng nào có da mang qua đây cho anh. Làm gì có, nãy giờ bảo rồi. Đây đợi tí để em chế. Mày rốt lắm, tại sao anh phải chế cái nhà? Chế cái nhà tại vì là đặt hòm ra để tạm những cái gì mình không cầm theo cho nó nặng vào đây. Thì anh cũng chỉ cần cái móng thôi, anh xây nhà làm gì? Tốn vật liệu. Mày đi đường mày cứ nhìn thấy tự nhiên chơi có cái móng nhà xong rồi bắt đầu. Mày không thấy ấy à? Ừ, thấy thì có mẹ không làm. Mày không thấy chướng mắt à? Ơ. Đấy rồi. Thiếu hoài mới sợ tôn. Khiếp con gì này? Nhặt được không? Ui. Con này nó giết con này xong rồi nó để ấy lại đây. Anh cần da đúng không?
này, thấy có hai cái tượng cầm vũ khí to đùng, cái đấy là nó tượng trưng cho cái gì vậy? Nó tượng trưng cho những vị thần. Ở đấy có gì không? Sao biết có được? Có tượng cầm vũ khí to đùng. Ôi trời ơi, con chó của bố. Hoài. Biết là mình có đủ không? Mày quá. Sắp cái trò. Anh còn cần ra không? Anh không cần ra nhưng mà anh bây giờ anh đang cần từ từ. Bựa nhỉ. Muốn tạm bợ tí cũng không được. Nó sao nó toàn ra gỗ, nó không ra cánh này. Ờ. Đấy, Bran đây. Từ từ. Anh không cần ra nữa đúng không? Chắc chưa? Khoan. Khoan gì? Hết rồi. Mày chế giường đi, mày chế cái giường mày đặt ở trong đi. Anh đang giường cần lá là... cũng được. Giường lá đừng có đặt trong đấy nha, xấu hổ anh lắm. Cái nhà... anh biết được là một miếng da là do anh cho anh ban đết đấy. Cái nhà này ở phía trong ấy. Cái tấm mà... Tun này. Tun. Ê ông ơi, ơi. Ông ra giết tôi mấy con hươu lấy da đấy. Lấy hai ấy. Ok. Giường. Tông cuốc có đập ra được không nhỉ? Tông không có dao ở đây, lấy dao này này. Đâu đâu đưa dao, tôi chỉ có cuốc thôi. Đây dưới chân tôi này. Anh bảo có thằng nào biết cái ấy, cái miếng tam giác ở phía trước này chế ở đâu không? Tam giác ở phía trước á? Ở trong đấy đấy. Tại sao mình nặng thế nhỉ? Ồ. Cái con này đi ra. Tao chém chết em rồi. Em hết cái da đấy rồi, em chuyển hết thành laser rồi còn đâu. Cái này nó có cần đi ra rồi. Không? Vãi. Ui, nặng quá. Mày vãi, lấy dao nó ra sừng chứ nó có ra da đéo đâu. Tùy từng con chứ. Tùy từng con thôi, sừng mới ra là cùng một đấy mà. Nãy giờ chưa ra. Anh Việt lấy ba chết không này, em ném xuống đất nhé. Khó. Nha. Khó. Đây, bắn đít đây. Anh rất cần chưa băng... thấy một con nào ra da luôn, sợ. Anh rất cần băng đít. Ôi sắp khát rồi. Ôi đi rồi ra. Ơi, không ra được. Chết cha giáp rồi. Rắc rồi, từ từ để em leo ra trước. Vãi. Nhìn thô bỉ vậy. Từ từ. Ở đây lấy đâu ăn nước. À đây, xuống dưới. Ôi dồi ôi, cái này nó gọi là cái gì selling ấy nhỉ? Có kìa. Rồi để em chế nốt rồi. Chế bịt hai cái lỗ ấy vào. Ơ chết, từ từ mọi người chế nhá, em ra em phơi quần áo nó không vọ mắng. Phơi quần áo nữa, thằng nào. Chắc vừa bị vợ quát cái lúc mà anh em mình không nghe ấy. Là bị vợ quát xong rồi phải tắt mic. Ok. Sao toàn ra thịt này. Thế giờ không phải cái này rồi. Nó vãi. Right looping. Không chế được cái đấy đâu anh ạ. Thế mà
Ơ mẹ sao không ra ấy nhỉ? Ơ mẹ. Mà sao nặng nhanh ấy nhỉ? Mẹ toàn mấy cái đầu, mấy cái con... Ông Tùn này bảo đi lấy da về. Thôi vậy. Mà bây giờ... Anh Việt anh đi lấy da đi. Tật đánh làm từ nãy giờ nó không ra da. Đang ấy đây. Làm lấy tạng cái giường lá nhé. Thôi được rồi. Để anh chế tạm cái thảm nằm đây vậy. Không chế giường lá. Giường lá xấu hổ anh. Ít nhất nằm thì cũng phải nằm cái thảm da chứ. Nằm thảm lá nhìn. Rồi. Đấy. Cất bớt mấy cái linh tinh vào đây. Từ thức ăn. Da có rất nhiều thức ăn ở trong ấy rồi đấy. Cầm theo. Cái gì nặng cất bớt vào trong đây này. Để... để đề phòng chẳng may tí chết. À cưng nhầm, để đề phòng tí nữa xuống đấy còn nhặt được đồ còn có chỗ mà cầm. Cái con này đi ra tôi chém chết rồi. Đấy, thằng nào lấy thức ăn thì lấy ở đây nhá. Ôi rồi. Thằng kia ra lấy thức ăn kìa. Đây anh ơi. Có, để cho em ít nha. Tui này mày đang leo, mày xuống nhanh, muốn xuống nhanh thì ấn C. C à? Ừ. Hoặc là ship. Ra lưu chỗ nhớ vào kia à? Lưu ở đấy chết đỡ phải chạy xa. Đi nhỉ? Đi. Bạn đếp. Đây đây đây, đợi em đi, đợi em đi. Cửa hang ngay đây mà. Đâu? Đây. Đây bên phải, bên phải. Đây là ai? Quay lại. Được chưa? Chết làm sao rồi. Em ơi lấy anh cái điện thoại. Vào đây túi on. Lấy anh cái điện thoại. Đâu? Số to đúng rồi. Đào cái này đi. Cái này về chế được ngấy đấy. Anh em đi right. Đến đâu rồi? Trong hang anh. Ui. À. Thế đấy. Cái gì cơ? Mày là cá sấu không? Xấu mà còn không biết. Cái cục này cục gì, có đào được không? Không đào được. Anh em đánh xong chưa? Để tôi xuống. Ơ, cục này không đào được. Ơ, con cá sấu đây đâu rồi? Đây đây, nó kìa. Sao trước nó canh ở giữa đây mà. Đây là con cá lở mà. Giết nó đi ra. Ơ, thế thằng nào giết con cá sấu đây rồi? Thằng kia kìa à? Ở dưới kìa mà anh. Ở đây cơ mà. À xuống nữa. Ông ơi trả tôi con dao, ông trả à, tôi đây, con dao đi. Đây 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 đây. À xuống nữa, cứ tưởng là để tôi anh em đi săn cá sấu chúa đấy à. Vâng. Có bán đét không, xin cá nào. À ừ đây. Láo này. 10 cái nhá. Ok. Mẹ nhìn như quần giấy vệ sinh vậy. Từ từ. Thế thôi. Công nghệ còn thấp. Mình cũng phải cầm sẵn bán đét để tí nó bị cá sấu cắn còn có gì. Giết hết bọn con nó đi nhỉ. Giết hết con á. Bắn rồi bọn con bắn này. Bắn đi. Ai có cung bắn đi. Con đẻ tôi. Đây nó sắp ra ở đây. Ừ. Để xong tí con đẻ nó mẹ cay mấy anh em mình nó cắn cho. Rồi. Đây, giết nó. Nó ra kìa. Ba cái con này. Thằng nào đánh sau đi thôi đi. Ui giời. Em ơi đứng. Đó, đấy. Ôi đã sắp chết rồi. Cá thì sâu thế, như vậy. Yếu mà. Giời. Dễ thế. Thế thôi. Ủa? Ai nhặt được chìa khóa đây. Chìa khóa gì. Chìa khóa con cá sấu. Ơ nhặt kiểu gì. Tao chém nó rồi.
chém nó biến mất nó rồi. Là chém nó là có tỷ lệ ra mà không ra. 50-60 hết chưa? 60 hết rồi mà. 60 hết rồi không ra chìa khóa luôn. Mày nó ra cái hòn nó ra cái hòn đá gì ấy, cái gì sau stone suộc gì ấy. Chết rồi, em còn không có đuốc cơ. Ai có đuốc không? Không vào đây à? Em đang không hiểu. Xem có đuốc không? Thằng nào kiểm tra lại hòm đồ đi xem là có nhặt được cái gì không? Em chả nhặt được gì, em không nhận, em không ấn nhặt. Mà cái con cá sấu, con cá sấu nó chết mình có ấy được đâu. Mình có nhặt được người nó đâu, đúng không? Không, mình chỉ có chặt thịt thôi. Anh chặt rồi, anh chặt có ra gì đâu, ra mỗi cái hòn đá gì này, rắc, 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 rắc. Short stone piece. Nói chung là rồi không rồi. Không có vị gì rồi. Mở cửa. Em mình bị lừa rồi. Mở cửa. Cầm hòn đá ném vào đâu? À đâu, đây có cái gì nhìn lạ lạ này, như kiểu cái nốt gì này. Cầm hòn đá kiểu gì? Để anh xem nào. À hay là dùng cung để bắn gì không? Thường thường là hòn đá này nó có tương tác được cái gì đâu nhỉ? Anh Thành đâu? Thường anh Thành ở ngoài vào xem đi. À, không kéo xem, được. Ôi cái hòn đá ơi, hết cung là nhục. Hòn đá không nhục. Có tác dụng gì cả. Ai có xương không? Chắc không có. Đá có nhỏ. Xương. Cho tôi xương. Đây. Có cả xương đây. Chán không nhỉ. Cần lấy xương để làm cung ấy mà. Vào đây xong rồi không làm gì à? Hay là đây là hết đường rồi? Hay cái này còn mở được không? Cái này nhìn như kiểu hết đường ấy. Không, cái này nhìn giống mở được. Anh nhìn thấy hở ở dưới kìa. Nhưng mà bây giờ nó ấy rồi. Nó không có chìa khóa rồi. Thôi đào mấy cái viên vàng vàng này đi rồi đi thôi. Cái chìa khóa của em kiếm được có như con kia có liên quan đến cái này không nhỉ? Không, để mở dungeon khác. Cái chỗ đấy là ở đấy chứ liên quan đến cái này. Ôi, đi thằng nào xem là còn con chùm ở đâu nữa đi thôi. Có ô, ai sao trên này nhìn đúng. Ai sao xem YouTube? Ở cái giữa 5 hay 6 ấy. Có cái vạch ngang giữa 5 hay 6 ấy. Là giữa G với K. Là con thần rừng. G, K, 5, 6. G với K, 5 hay 6. Chỗ không. Cái đảo nhỏ nhỏ ấy anh. Thôi đi đi, đi ra ngoài đã. Nhìn thấy rồi. Đi, đi ra ngoài đã. Chả được cái gì. Mông hụt. Phí thời gian. Không phải làm không, nhưng mà mình cũng phải giết nó mà. Giết nó phải làm là gì không... Giết nó phải nhặt được cái gì đấy thì mới. Cái đá đấy, anh nhặt được gì? Cái đá để làm gì? Thì em nghĩ chắc là một trong những cái vật liệu đấy. Để chứ... tháo cống. Đây có con ma này. Con ma lại ra kìa. Hôm trước là ông vào mà. Mình cứ đi ra đi vào là nó lại xuất hiện. Đi, đi về giết con. À, đưa con đá cho nó. Nó có dừng lại cho mình nên đưa quá. Đi về giết con kia. Đi về giết con kia xong rồi đi xuống dưới map mà dưới nhà mình ấy, ngay cạnh nhà mình có hai con nhện khổng lồ. Đi giết nốt. Ui, cái gì ấy? Ui, đẹp chưa kìa. Mẹ nó. Mẹ bày đặt chế ban đết ạ. Đi đường nào nhỉ? Thôi, vòng lên đây. Thôi kệ đi, bỏ qua đi, mấy con nhện nhắt này. Trò này đẹp ấy quá. À, ấn P nhé. Cảm nhận chế độ nhập vai. P á? Ừ. Có được đâu. P mà. Có được đâu. Chế độ nhập vai hành động này. Ấn gì? Ấn nút P. Hình như là anh tắt rồi. Anh bật đi. Đâu em vẫn rồi được mà. Cái đấy là của server chứ liên quan gì đâu. À, nhảy đây. Bám. Đùa quá thể. Gì? C. Bám. C. Bám. Ui giời. Tí thì gãy chân. Có xuống được không mấy thằng em? Anh xuống rồi này. Sẽ leo trèo nghề của em này. Xuống chưa? Anh xuống rồi này.
Em chưa xuống. Xem nào, bây giờ đi như nào nữa? Đi tiếp thẳng qua đây. Ui, mẹ chỗ này. Sao mình không vào chế độ nhập vai được nhỉ? Thôi, đi đi đi. Đi ấy đi, nhập gì. Còn nhập gì nữa, nó chuyển qua góc nhìn thứ nhất thôi chứ có cái gì đâu. Em muốn chơi kiểu đấy. Mày muốn kệ mày chứ. Đi. Ô, cũng nhảy trúng vào mặt một thằng. Ôi, mẹ mất cục máu rồi. À đây đây đây. Anh nhớ là ở đây có thằng có tên hay sao ấy, đúng không nhỉ? Mày. Trả giá đi. Trả giá đi. Vì dám cao to đen hôi. Ờ, cái làng này bọn này toàn gay hay sao ấy. Chả có phụ nữ gì cả mà. Sao rõ ràng em đang đứng cạnh anh mà em không thấy anh đâu nhỉ? Sao mày anh đang dưới gần là sâu à? Đang ở dưới đánh nhau. Đang ở dưới đánh nhau. Gần sâu à? Ôi ôi. Cửi chuồng mà dám đánh nhau với lại tướng quân à? Đi tiếp. Đánh nhau chỗ nào ấy? Xong rồi, trận chiến đã kết thúc. Ơ, từ từ, dưới đây có xương. Có à, gì? Có một bộ lạc ở đây này. Ở dưới ao này toàn xương là xương. Bộ lạc ấy đã bị clear rồi nhá. Anh không nhặt đồ của bộ lạc à? Nó có hòm đồ ấy. Ôi, chết rồi. Cần... Ấn nhầm cái bàn điết rồi. Thôi. Có cần xương không để em nhặt? Mày nhặt được thì mày nhặt thôi. Anh thì không cần gì cả. Anh quá mạnh thì anh không cần gì. Ơ, lên đây, đây có một cái làng này. Còn lợn nè. Đi qua clear cái làng này luôn, xong rồi anh... Về anh chế đồ Z. Thế đấy. Anh chế... Nên anh bảo là anh clear cái làng rồi. Cái làng mới. Cái làng có hai cờ đúng không anh? Làng nào có hai cờ? Không phải cái làng có hai cờ đỏ. Sao chẳng nhìn thấy ai này? Đi. À? Đi tiếp thôi. Mẹ ơi, em đâu rồi? Đây rồi, em nhìn anh à. Mẹ bắn cho anh đi chứ. Mấy cái thằng này... Giọng lão hạc quá ấy. Lên đây. Đâu rồi? Đâu rồi? Dưới này có gần cái làng mà anh. Bỏ qua đi. Đi theo anh. Làng ở dưới. Làng bên trên ấy gì? Hả? Làng ở dưới ấy thì liên quan gì đến ở đây đâu. Ơ kìa. Bắn ai vậy mày? Tút, anh em vào đây clear làng này. Bật à? Ôi con kia nó có cái khiên nhìn chất phết. Làng bọn này có vẻ level cao ấy. Hay à? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Ôi nó đâu rồi? Ây da. Ghê gớm. Cung kìa. Tên kìa. Ơ từ từ, nó có cái chùy nhìn gớm ấy. Exception Iron May. Đam bao nhiêu? Đam 23. Chùy của mình đam bao nhiêu? Ủa chùy mình đam 31 cơ mà. Từ từ, lấy. Ôi, cứ nhặt đi anh. Lấy cái tờ giấy này. Anh nhấy Iron 3 đi. Không, anh không lấy. Anh sắp full rồi. Anh sắp bị nặng full rồi. Đây có thằng này. Nó còn người, nó cứ ngồi này. Nó không ngồi, đánh này. Ngồi. Ôi thằng này có cái ba chia nhìn kinh thế. Ê ơi, thằng này nó có cái vòng tay giống mình hết à? Thằng này nó có glass này. Century. Anh ấy, cái green ox với lại fire water để gì không? Đâu? G-Shock, anh cũng chả biết nó là cái gì. À, cứ nhặt nó vào trong người, nếu mà nặng thì thôi bỏ đi. 98% rồi. Vãi. Đi, đập nốt hai cái thằng này xem nó có đồ gì không. This is Sparta. À, thằng... Cái gì? Đây, anh nhầm. Biết ngay là nhầm à. Đang vào cầu. Đi, đi xuống đây. Ơ! Ui vãi. Ui. Sao lại không mất máu nhỉ? Mất đấy, anh mất cả đốt. Không chả mất độc lạc là thế nào nhỉ? Đi qua đây. Cái chỗ mà hôm qua mà có thằng có tên anh giết nó ở đâu nhỉ? Hình như là ở đây. Thôi đi. Boss ở cái đảo kia nhá, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Có cái đảo, à đây lại có một cái làng nữa này. Ơ, cái gì cơ? Thằng nào? Cái gì cơ? Này thì cái gì? Cái gì cơ?
mất dậy. Tự nhiên thấy đuổi theo mình. Ở đây làm gì có làng nào anh? Trên đây này. À. Thôi đi qua cái khe này đi. Bỏ qua đi. À cái chế độ ấn P này là ông không bỏ, không cầm vũ khí thì ông mới xem được. Ờ. Bơi qua đây. Thế là chế độ ngắm cảnh thôi, có phải chế độ chiến đấu đâu. Đi qua cái làng bên, à đi qua cái đảo bên này xong rồi phải bơi qua một đảo nữa mới tới đúng không nhỉ? Thế là gọi là cái gì? Nhập vai ngắm cảnh à? Có cái, bây giờ là cái đảo này phải bơi qua đảo nữa hay là nó ở đảo này? Từ từ để sang bên kia đã rồi em ăn tát ra. Em có một màn hình thôi. Chả hiểu, dân thiết kế có một màn hình. Thiết kế ở nhà cần gì hai màn hình. Cái tư tưởng đúng không? Dạ, tư tưởng. Thiết kế là công tác full time. Nhà nghèo. Ngày xưa có cái màn nữa rồi về sau nó sẽ hỏng rồi thế thôi. Ui, đây rồi. Đây rồi. Đó, lên đây không đó, phải xem. Đó. Nào. Xuất phong. Đó. Ơ, mọi người đâu rồi? Ở đây nó đang ngủ đây. Hello. Chọn. How are you? Ui, nó dậy rồi. Nó dậy. Ui. Hello. Ui. Con này có vẻ nguy hiểm lắm. Anh à. À con này khỏe lắm. Ui giời ơi, sợ mọi người đánh con này. Nó nhìn thấy gì cả, nhìn thấy mỗi cái chân nó. Ôi sao mình mất máu này. Sao chết này. Sao người ta bảo con này có 10.000 máu còn ít, còn yếu hơn con cá sấu kia mà. Người nào bảo. Ôi thôi chết tôi rồi. Chạy đi, ui nó đánh con đệ. Sao mình lại về bedroll này. Quên mất không chỉnh. Em cũng về. Ôi chết rồi à. Lại ui ôi sát tít. Chết, tôi cũng chết rồi. Cái trò này nó không cho mình teleport đến ấy à? Ô sao lại về tận nhà rồi này? Ừ tốt, mày về tận nhà quá gần rồi còn gì nữa. Kêu cái gì? Ờ thế à? Anh quên anh không chọn về nhà, bây giờ nó về đây, bây giờ chạy sát tít này. Ôi tại sao mấy con này nó đi ra hết bờ sông này? Ừ, chắc là nó muốn sang nó đánh nhau ấy. Hay là về dẫn hết đệ sang Aroso còn đấy. Nhưng mà dẫn có làm sao được ấy chứ. Nhưng mà anh nghĩ là thôi, anh không ấy đâu. Anh không giết con đấy. Cũng phải ra lấy đồ chứ anh. Bây giờ ra lấy đồ đã. Bây giờ ra lấy đồ thôi. Ra lấy đồ xong rồi anh chế đồ Z, anh đi đào ấy đây. Đi đào Black Eye đây. Anh đợi bọn em ấy chứ, anh đi với mình à? Thì chúng mày phải về mà chế đi. Ý là đi lấy đồ đây. Thì anh đang đi thôi. Thì anh đợi bọn em đi với. Mày làm gì mà lại phải đợi? Mày ấy, mày chính là thằng tung tin đồn khiến anh em bị chết đấy. Ôi rõ ràng nó ghi có 10.000 máu rồi. 10.000 máu nó đâu có thể hiện sức mạnh. Nó 10.000 máu nhưng nó 1.000 thủ thì đánh làm sao mất máu nó được, đúng không? Mày chả nghiên cứu kỹ gì cả. Làm cho anh em hại anh em chết oan uổng. Ôi mà đam nó to kinh. Công nhận mình giơ khiên nên mà nó đập phát mất 1/3 thanh máu. Bọn này là phải di chuyển liên tục, không mà di chuyển liên tục cũng khó. Bị chui dưới háng nó quay mình vẫn mất máu. Mà anh chả nhìn cái gì, con đấy chắc là anh nghĩ cách đánh rồi, con đấy chắc là phải tất cả chơi cung ấy. Xong rồi nó cứ đuổi thằng nào thì thằng ấy chạy, xong rồi những thằng còn lại bắn thì mới giết được. Đánh cận chiến với nó sai sách. Xét về mặt lý thuyết thì là như vậy. Ô con gì to anh kìa, con gì to anh kìa. Con rùa ấy mà, rùa già ấy mà. Không biết con hàng của mình còn sống được không. Chết. Chết là cái chắc. Ôi cái đấy là cái giá phải trả cho việc tung tin đồn thôi. Dẫn đường đi ông ơi. Mệt quá. Ơ à. Đây. Thế ông dẫn chó theo à? Ừ. Mình cầm tay không mà ít nhất cũng phải có một con nó đánh hộ tí chứ. Ôi giời ơi. Thằng nào có vũ khí tầm xa không?
Ở đây thì không ạ. Ở đây em đi, em cởi chuồng đi mà. Vậy em không tăng điểm để bắn. Thôi chết rồi. Bây giờ thằng nào có nhầm, thằng nào lấy nhầm đồ của mình thì chết. Nó cứ thấy đồ mình đẹp nó lấy. Thôi ạ, gớm ai. Thèm vào. Em làm cái gì? Được rồi. Mấy cái đồ tàu khứ ấy, chẳng qua là em hết đồ em mới phải mặc. Đi ra lấy đồ của mông bọn, mông vừa mẩy vừa trắng. Anh đang nói ai đấy? Đang bơi đây. Tự khét à? Ôi dồi ôi, nó vẫn ở đây nó. Ôi con đệ của tôi. Ôi dồi ôi. Còn đứng đấy không? Vẫn đang đứng đấy mẹ, đánh nhau kịch liệt ạ. À. Em ơi đi. Sao nó chưa chết được nhỉ? Con đệ trâu thế. Ui ui. Ôi dồi ôi. Lao vào gọi nó theo. Ôi, không ai cứu được, không ai cứu được, không ai cứu được. À đây rồi. Lao vào gọi đi nó theo. Đi thôi anh, đi thôi anh, đi thôi anh. Dụ nó ra luôn để bây giờ từng thằng dụ nó ra để cho thằng kia vào nhặt đồ. Dụ đi, dụ nó đi chỗ khác đi để cho anh em vào nhặt đồ. Em dụ rồi, đồ. em dụ rồi mà. Ui 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 ui, cái gì đây? Cái gì đây? Anh ơi, nó đang đánh ra đấy rồi, không sao đâu. Nhặt rồi, chưa, nhặt chưa? Anh lấy được đồ rồi, từ từ, chạy đã. Ui mẹ, bị nặng nữa. Ok. Ui, may quá, xong rồi. Nhi chết. Chạy rồi. Thôi, tạm biệt các chú, anh đi đây. Woo. Lại còn bão cát nữa chứ. Khổ lắm. Không cứu được à? Cứu ai? Con đệ. Từ từ đã, hồi máu đã. Ừ. Con này, lao vào. Hay là ông chạy đi cho con đệ chạy theo. Nó không chạy theo ấy chứ. Thôi để anh kéo đệ mày đi cho. Anh cảm tử anh lao và anh kéo đệ mày đi cho. Đây rồi, đây rồi. Đó. Em ơi đi thôi. Rời xa nơi này. Như kiểu nó cứ thấy con nào đánh là nó lao vào nó đánh ấy. Đây rồi, đi rồi, mày quá. Ờ, chúng mày nhặt được đồ chưa? Em nhặt được rồi. Ôi, có cái gì lag này. Sao có cái gì lag nhìn kính này. Ôi, nó đuổi mình rồi. Sư. Thôi thôi đi 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 đi. Nó còn bao máu. Ơ có người ai này? Không biết luôn. Ô con này ngon đấy. Con này ngon. Bắt à? Con gì ngon? Bắt à? Amon ơ. Con này khỏe ấy, một sao ấy. Ôi con này là boss luôn đấy. Thế giờ đập bằng cái chùy để chết nó là được cái gì? Ờ cứ đập chùy thôi. Người á? Không phải chùy đâu, chùy của thằng Tun không được đâu. Không em biết rồi, em dùng cái chùy này mà. Chùy chuyên dụng. Được rồi. Ôi trời chết, à đây, mày quá có này. Ôi con đệ mày sắp chết rồi kìa. Không được. Con này không bắt được à? Con này không bắt được. Đệ em đâu nhỉ? Cho nó ăn cái gì đi. Sao con này không bắt được? Chết rồi còn bắt cái gì? Mẹ. Ta đã bảo rồi, cứ cố tình đập. Thằng nào đập? Thằng Tun này. Em đập bằng cái này cơ mà. Thế tại sao nó chết? Em biết sao được. À tao biết rồi. Con đệ của thằng ấy bắn chết. Cũng có khả năng. Con đệ của thằng Kiên bắn chết. Còn mất dậy. Giết nó. Thôi. Mẹ mày. Mang nó về đi. Đã bảo nó không mang theo rồi. Thằng này nhìn đẹp trai này mà. Ôi mắt xanh nhá, đôi mắt xanh thẳm đang nhìn thẳng lên trời một cách rất là vô hồn. Thôi, đi về.